Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nha. Mình cũng xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình rất nhiệt tình. Hôm nay ngày 18 tháng 8 thì mình bây giờ là chiều khoảng 3 giờ rưỡi nha các bạn. Mình có mặt ở chỗ quầy bán thịt heo của chị Mai ở chợ Bình Tiên. Mình sẽ tiếp tục quay một số hình ảnh quen thuộc gần gũi của chị Mai bán thịt heo cho các bạn cùng xem nhé. Cũng như thường lệ, quầy thịt heo của chị Mai bày ra rất là nhiều, nhiều bán cũng rất là nhanh. Và thịt heo của chị Mai rất là đa dạng. Giá heo giòn là 150.000 nha các bạn. Em 200 giá heo chị. Thì là chiếc xe màu vàng và bận bộ đồ màu vàng rất là hợp luôn ạ. Thì thói 100 nha chị. Thì gửi tiền thói đi chị. Dạ 15 nha chị. Rồi. 15 của chị. Chị Mai đang xẻ miếng ba rọi đó các bạn. Cái dao cũng rất là bén nha bạn, cắt rất ngọt. Nếu mà dao không bén sẽ cắt da nó sẽ bị bể. Da giòn nhưng cắt rất là ngọt. Đây phần là lỗ mũi và má heo. Đây là những cái bẻ xương đầu. Da giòn. Quay thì giá là 350.000 nha các bạn. Đây là những con cháu phụ chị. Phụ chị bán hàng ngày luôn các bạn. Nguyên cái giò da, nguyên cái giò heo đó là giá 200.000 một ký đó các bạn. Còn cái này da heo đó nói giá đi ba ơi. Cái nào? Cái đó 40 một miếng. Rõ giá. Chị ơi. 30 xá xíu hay da. Cái này giá 40 đó hả? Đúng rồi chị. Ba xíu hai da đúng không? Ừ. Chị Mai bán em ở 120. Rồi rồi. Giá heo. Giá heo 100 hai bạn. Tổng cộng là ổ rồng hai cái giá heo bốn hộ. Rồi nói luôn. Đây là những khách hàng quen thuộc của chị Mai.
Nửa ký mà tôi không mở. Có mở là loại 200 ngàn, cái chỗ hay sao? Hay loại 350 ngàn lấy mở. Cô kê xin cái bịch đi con. Vậy cứ lắp đi gì để con hỏi lại con xương. Chú từ ở ngoài dắp xuống mua hả chú? Chú có thường mua heo quay của chị Mai không? Hả? Chắc cũng thường mua heo quay của chị Mai hả? À, đúng rồi. Mà phải chú mua nhiều à ha? Sẵn là xa quá mà. Xa quá mỗi lần. Để canh giờ. Đợi từ 1 giờ tới giờ. 2 rưỡi. Sớm vậy. Uống cà phê. Uống cà phê á. 2 rưỡi 3 giờ chú tới mua giờ có chị. Có mấy bữa điện cho con bé con chỉ là ờ nhớ điện trước á, bữa nay đâu có điện đâu á, thì chị chặt không là ăn cũng ngon rồi. Chú có thường xuyên coi trên mạng YouTube luôn không? Về chị Mai không? Lúc này nổi lắm á, nổi tiếng lắm á. Nổi tiếng chị Mai, chị bán ngon mà. 100.000 da đó đúng không chú? 100.000 da mới ngon là mỗi chung với nhiều khách cũng ở phương xa cũng chạy tới mua. Dạ dạ đúng rồi. Nghe tiếng như là heo ngon nữa. À, chú này ở Gò Vấp xuống mua tổng cộng là 750 thịt heo quay đó các bạn. À, ở xa lâu lâu mới xuống một lần mua nhiều ăn cho nó đã. Miếng da giòn. Bác ăn bánh mì heo quay không? Con mua tặng cho bác ngổ nha, để con mua tặng bác ổ nha. Chị con không có chơi với số. Trời, hai ổ. Chị Mai làm em mẫu 20 chị Mai. Không lấy gì hết. Cái gì hết là gì? Có dưa leo. Có thịt không không? Chị ơi lấy thịt không với chị, không lấy hành ngò với lại dưa leo không lấy. Nhà bác ở đâu? À, phường 4, Bình Điền. Phường 4, ở đây cũng phường 4 mà. Ờ, bên đây Bình Điền á. Dạ, Bình Điền, gần đây mà. Gần đây. Trưa giờ bác ăn cơm chưa? Ở rồi, để đỡ ăn. Ăn rồi thì để ra chút xíu ăn ha. Ừ. 4:30 nè. Khoảng 4:30 ăn. Đây con mua bác 2 tờ giấy số, con không mua chơi giấy số để con mua 2 tờ. Dạ, cảm ơn. 2 tờ với bác con gửi tặng bác ổ bánh mì. Dạ, cảm ơn. Bánh mì thịt không nha. Ờ, có rồi. Hiện giờ khách hàng của chị Mai đang mua rất là đông nha các bạn. Theo mình, theo riêng mình thôi nha các bạn. Thì những cái yếu tố mà hội tụ lại để quầy thịt heo của chị Mai bán rất đắt hàng và thu hút được nhiều người quan tâm ở đây cũng như trên cộng đồng mạng. Thứ nhất là điều kiện thứ nhất là heo quay của chị Mai rất là ngon nha các bạn. Khi những cái mặt hàng này mới đem ra thì rất là nóng hổi luôn và rất là đa dạng cái mặt hàng. Heo quay rất là nhiều thứ. Chúng ta thấy heo quay của chị Mai gồm có rất là nhiều như là ba rọi, da giòn, đầu heo. Đầu heo được phân ra là má heo, lưỡi heo, mũi heo, tai heo, vân vân. Còn xách xíu, rồi ba rọi, rồi sườn non, sườn già, cả những cái giò, chân giò móng. Cho nên rất là đa dạng về mặt hàng và rất là ngon, cho nên thu hút được khách hàng. Và chị bán luôn cả bánh mì heo quay thì giá cả là 15, 20, 30, 40 tùy theo khách hàng muốn mua bao nhiêu. Đó là yếu tố thứ nhất mà chị Mai bán rất là đắt hàng, là
phần heo quay ngon và đa dạng mặt hàng. Thứ hai là yếu tố bán lâu năm, đó là theo cái suy nghĩ của mình nha các bạn. Yếu tố chị bán lâu năm, chị Mai và gia đình đã bán thịt heo quay ở đây 35 năm đó các bạn. Từ khi còn là chợ Cò Bót, nếu các bạn nào ở khu vực quận 6 thì sẽ biết ngày xưa chợ Cò Bót là nằm trên đường Phạm Hữu Thứ nha các bạn. Rồi sau đó giải tỏa con đường Phạm Hữu Thứ, giải tỏa cái chợ đó để thông thoáng thì người ta mới xây lên cái chợ Bình Tiên và dời toàn bộ cái chợ Bình Tiên đó, ấy cái chợ Phạm Hữu Thứ đó, chợ Cầu Bót đó các bạn, đi vào cái chợ Bình Tiên này. Cho nên chị Mai bán từ lúc mà còn cái chợ Cầu Bót cũ là khoảng 35 năm nha các bạn. Cho nên cái lượng khách hàng của chị Mai có từ trước đến giờ rất là lâu và rất là ổn định và rất là nhiều. Và theo mình nghĩ một cái yếu tố thứ ba đó là thần thái đó các bạn. Khi khách hàng tới nhìn chị Mai buôn bán, nhiều người nói là ăn mặc đẹp, thần thái, nhìn chị Mai rất là sáng sủa và giọng nói thu hút. Cho nên và cái cách ngồi chặt thịt heo rất là thu hút được nhiều người xem. Đó, cái thần thái cũng là một cái quan trọng. Người ta nhìn chị ngồi chặt thịt heo không là người ta cũng cảm thấy là muốn mua thịt heo của chị rồi. Và cái yếu tố nữa theo mình nghĩ đó là sự thân thiện, vui vẻ và cái sự làm việc rất là nhiệt tình của chị và cũng như gia đình chị, con chị, dượng của chị và cháu của chị đều làm khách hàng rất là hài lòng và làm rất là nhanh lẹ. Và một yếu tố nữa là do cộng đồng mạng, phần chính từ sự thu hút của chị Mai cho nên đã thu hút rất nhiều anh em YouTube đến đây để mà quay những hình ảnh gần gũi thân thương về chị Mai bán thịt heo và từ đó phát tán lên trên mạng. Chính những hình ảnh bắt mắt đó mà mọi người hâm mộ đều xem và tự nhiên rất thích chị Mai. Mặc dù quay cái quầy heo của chị bán buôn bình thường mỗi ngày nhưng mọi người vẫn thích mỗi ngày được xem chị Mai bán buôn như vậy. Cả những người gần xa, những người trong nước và cả những người nước ngoài đều xem những hình ảnh của chị Mai rồi họ cảm thấy rất là nhớ quê hương và rất nhìn cái quầy thịt heo của chị Mai họ rất là thích. Đó là những yếu tố vì sao cái quầy thịt heo của chị Mai bán rất là đắt hàng và thu hút được rất là nhiều người quan tâm nha các bạn. Chị Mai bán thịt heo quay ở đây, các bạn có thể đến mua ở đây hoặc là các bạn có thể liên lạc với chị qua số điện thoại để mà chị ship hàng cho các bạn nha. Ít nhiều thì chị cũng ship hàng hết. Thứ nhất là cái giá cũng như vậy nhưng các bạn phải trả thêm tiền xe. Mình cũng rất mong được sự ủng hộ của các bạn đối với kênh của mình nha. Kênh Bốn Mùa Ẩm Thực. Các bạn like, các bạn chia sẻ. Các bạn nào chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký và bật thông báo để xem những video tiếp theo của mình. Các bạn vui lòng dành một chút ít thời gian để xem những cái quảng cáo trên video của mình đó các bạn, để mình có thêm chút đỉnh kinh phí để đi tới đi lui, quay những video hay cho các bạn cùng xem nha. Có mua bánh mì hay gì? Con thích ăn bánh mì heo quay đây không? Con thích lắm phải không? Ở đây là cái bảng hiệu của chị Mai bán heo quay đó các bạn và cái số điện thoại của chị. Các bạn ở gần xa muốn mua thịt heo hay là có việc gì cần liên hệ với chị thì liên hệ qua số điện thoại này nha. Và trong phần mô tả mình cũng có để cái vị trí bản đồ đó các bạn. Các bạn nào không biết đường thì đi theo cái vị trí bản đồ thì mình để trong phần mô tả đó, các bạn đi và đến địa chỉ của chị nha. Chỗ chợ Bình Tiên, trên đường Phạm Hữu Thứ quẹo vào chợ Bình Tiên thì hỏi ai cũng biết chị Mai bán thịt heo quay nha các bạn. Chị bán buổi chiều thì từ 2:30, buổi sáng thì từ 6:30, buổi sáng thì con chị Mai bán nha. Có lẽ mình cũng xin tạm thời kết thúc video về chị Mai bán thịt heo quay ở chợ Bình Tiên. Mình kết thúc ở đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video sau. Có dịp đó mình sẽ quay cho các bạn những hình ảnh quen thuộc thân thương của chị Mai bán thịt heo quay nha. Xin chào tạm biệt các bạn.